Cô chào các con học sinh lớp 2, cô rất vui được gặp lại các con trong tiết học hôm nay. Các con cùng mở sách giáo khoa, trang 76, chúng mình cùng đến với chủ đề 9, sắc màu thiên nhiên. Để chuẩn bị cho tiết học hôm nay, các con cần chuẩn bị những đồ dùng sau: giấy vẽ, bút chì, màu vẽ. Mục tiêu của bài học ngày hôm nay đó là các con nhận ra và nêu được màu sắc trong thiên nhiên. Thứ hai là vẽ được tranh phong cảnh đơn giản và vẽ màu theo ý thích. Bây giờ cô và các con sẽ cùng đến với phần 1 tìm hiểu nội dung chủ đề nhé. Như các con đã biết, thiên nhiên xung quanh chúng ta rất đẹp. Phong cảnh mỗi nơi đều có vẻ đẹp riêng, được trải dài trên khắp mọi miền đất nước. Như cảnh đẹp của núi rừng Tây Bắc, không thể không kể đến ruộng bậc thang với những gam màu vàng của ruộng lúa chín, màu xanh của mây trời. Màu hồng của hoa đào. Màu vàng của hoa cải. Màu trắng của hoa mơ, hoa mận mỗi khi xuân về. Một cảnh đẹp nữa không thể bỏ qua đó chính là Vịnh Hạ Long, một di sản văn hóa thế giới với màu xanh của da trời, màu xanh của nước biển. Tiếp theo là một cảnh đẹp của Việt Nam, đó là Hội An, nơi có những mái ngói phủ đầy rêu phong, những con đường ngập tràn sắc đỏ của đèn lồng, sắc hồng của hoa giấy, sắc vàng đặc trưng của những ngôi nhà cổ kính. Dù ở nông thôn hay thành thị, thì mỗi nơi đều có một vẻ đẹp riêng, sức hút riêng. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy rằng thiên nhiên xung quanh chúng ta rất đẹp và nhiều màu sắc. Vừa rồi, chúng mình được quan sát phong cảnh thiên nhiên ở một số nơi. Bây giờ, cô mời các con cùng trả lời những câu hỏi sau. 1. Kể tên các cảnh đẹp thiên nhiên mà con biết. 2. Con có những ấn tượng gì về những cảnh đẹp đó? Trước khi đi vào phần thực hành, cô mời các con cùng ngắm nhìn những bức tranh phong cảnh đầy màu sắc do chính các bạn học sinh của trường mình vẽ đấy. Đây là hình ảnh của cầu Long Biên, của tháp rùa, đêm pháo hoa. Của khu vườn trường đầy màu sắc của hoa lá, cỏ cây. Rồi một bức tranh phong cảnh nữa về tháp rùa với chủ đề hoa lộc vừng bên tháp rùa. Các con thấy ấn tượng với bức tranh nào nhất và các con đã sẵn sàng để thực hành vẽ một bức tranh phong cảnh của riêng mình chưa? Sau đây, cô sẽ hướng dẫn các con cách vẽ một bức tranh phong cảnh. Đầu tiên, các con đi vào bước 1, chọn vẽ nội dung gì, các con sẽ vẽ về phong cảnh ở đâu, ở nông thôn, ở thành thị, ở biển hay ở miền núi. Sau khi các con chọn được nội dung vẽ gì, thì các con sẽ vẽ phác các hình ảnh chính trước. Tiếp theo, các con sẽ vẽ thêm các chi tiết để bức tranh hoàn thiện và sinh động hơn.
cuối cùng thì các con sẽ được tô màu theo ý thích của mình. Vừa rồi, cô đã hướng dẫn các con các bước để vẽ một bức tranh phong cảnh. Sau buổi học này, cô chúc các con có được những sản phẩm đẹp của riêng mình. Các con nhớ giữ lại bài và nộp lại cho cô giáo sau khi chúng ta đi học. Xin chào các con!